Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Ban tổ chức tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm. Nhập nhèm thị trường sách tiếng Anh. Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm là triển khai xây dựng đề án thực hiện mục tiêu đột phá trong công tác cán bộ, yêu cầu các đồng chí tỉnh ủy viên xây dựng kế hoạch hành động năm 2021, giao chỉ tiêu trọng tâm năm 2021 đối với Ban thường vụ cấp ủy, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, kiểm điểm, phê và tự phê, tham mưu lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ, chính sách cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Kết quả công tác của ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021. Kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2021, khối lượng công việc của ngành còn rất lớn, nhiều việc khó, nhạy cảm. Đây cũng là thời điểm toàn ngành tập trung cao cho công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, lãnh đạo, quản lý năm 2021. Do vậy, bên cạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Ban tổ chức tỉnh ủy và Ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như tham mưu thực hiện tốt công tác bố trí, điều động, sắp xếp cán bộ, nhất là việc kiện toàn các chức danh chủ chốt sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tập trung các giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trong các doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và chỉ tiêu được giao trong năm 2021. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ theo quy định, triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ. Sáng nay, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã về dự sinh hoạt chi bộ thôn Tiên Đài, xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc. Chi bộ thôn hiện có 35 đảng viên, trong đó có 30 đảng viên chính thức và 5 đảng viên dự bị. Thời gian qua, chi bộ đã thường xuyên quán triệt triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đến từng cán bộ đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, đảng viên và nhân dân thôn đã đoàn kết hăng hái tham gia trong các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, để giải quyết dứt điểm tồn tại trong việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bàn giao đất cho chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình thuộc dự án Cụm Công nghiệp Đồng Văn. Dự án Cụm Công nghiệp Đồng Văn có tổng diện tích thu hồi tại xã Đồng Văn gần 26 hectare của 593 hộ dân. Đến nay đã có 438 hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho chủ đầu tư. Còn lại 155 hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương đã thực hiện tuyên truyền vận động các hộ dân. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc đã tổ chức đối thoại tuyên truyền vận động người dân nhiều lần. Tuy nhiên, 155 hộ dân vẫn chưa chấp hành phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của 5 hộ dân chưa nhận tiền với tổng diện tích là trên 2.000 m2. Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục làm công tác tuyên truyền. Qua công tác tuyên truyền vận động lần này, 5 hộ gia đình đã đồng thuận nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho chủ đầu tư. Quá trình thực hiện các dự án, huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân phải đi làm tích cực vào cuộc, nêu gương các cái đồng chí cán bộ đảng viên đã tích cực để tham gia
tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân, và dần dần người dân đã nhận thức được ý thức trách nhiệm của người dân và nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đến nay thì buổi sáng hôm nay là chúng tôi tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng 5 hộ dân, nhưng các hộ dân đã rất đồng thuận ủng hộ cùng chính quyền để nhận tiền bồi thường đầu tư phát triển các cái dự án để phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay dự án còn 150 hộ chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận với các chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời sẽ kiên quyết thực hiện cưỡng chế các trường hợp không chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị và các bạn, sách giáo khoa là tài liệu bắt buộc và quan trọng nhất trong suốt quá trình học tập của mỗi học sinh. Trong quá trình hội nhập thì bộ môn tiếng Anh trở thành một môn học quan trọng cùng với bộ môn toán và văn. Nhưng đã có những câu chuyện đáng phải suy nghĩ xoay quanh những cuốn sách này. Điều gì đang xảy ra với những cuốn sách giáo khoa tiếng Anh các cấp? Đấy các cô xem đấy, chữ thì nhỏ, ảnh thì lòe loẹt như này thì học hành thế nào được? Hỏng hết mắt các con. Vừa rồi thì mình cũng có mua sách giáo khoa cho năm học mới cho con. Thì lúc mua thì cũng không để ý. Thế nhưng mà khi mà con mang sách ra để hỏi bài của mẹ thì mình mới để ý là cái chất lượng sách giáo khoa của, đặc biệt là môn tiếng Anh rất là kém. So với những quyển sách khác thì cái hình ảnh nó rất là lòe nhòe, chữ nó lại không rõ ràng. Thì mình mới kiểm tra thì mới thấy riêng môn tiếng Anh á, thì cào cái mã, cái tem sách ở cuối quyển sách thì cào mãi mà không thấy có cái mã số để mình check và mình kiểm tra. Thì mình cảm thấy rất là nghi ngờ. Bố mẹ là giao cho bà ở nhà là dạy các cháu, nhưng mà cái môn tiếng Anh là học thì chả biết là bố mẹ mua sách về tôi đeo kính thôi còn nhìn thấy nó mờ mà chả hiểu nó sách kiểu gì. Vừa rồi là những phản ánh của các bậc phụ huynh về cuốn sách giáo khoa tiếng Anh các cấp. Bên cạnh đó đã có rất nhiều các bậc phụ huynh học sinh đã cung cấp cho phóng viên chúng tôi những hình ảnh được chụp lại từ những cuốn sách tiếng Anh này. Chúng được in lem nhem không rõ chữ, thậm chí đến mã vạch cũng không thể cào được và không thể kiểm tra trên hệ thống phần mềm. Liệu rằng những cuốn sách tiếng Anh này có phải là sách thật hay không? Phóng viên chúng tôi đã ngay lập tức vào cuộc. Tại hiệu sách trên đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Vĩnh Yên, phóng viên thời sự đã vào vai người mua sách với số lượng lớn sách tiếng Anh lớp 8 để bán cho học sinh. Chủ cửa hàng đã giới thiệu cho chúng tôi hai cuốn sách tiếng Anh lớp 8 đều có giá in trên bìa là 45.000 đồng, nhưng mức chiết khấu thì hoàn toàn khác nhau. Một loại chỉ được chiết khấu 11% và một loại lại được chiết khấu tới 35%. Bản nguyên bà toàn bộ là bà bán hàng xịn, hàng công ty. Mà hàng công ty nó trừ phần trăm rất là thấp, nhưng ở đây bà vẫn phải bán thế mình. Đây mình bán cửa hàng thì mình là cửa hàng đại lý, mình uy tín. Nhưng mà nhiều giáo viên ở các trường thì người ta yêu cầu mấy hàng này để cái phần trăm nó cao. Thì các bà vẫn lấy trăm. Thế cái này thì người ta định là cho bệnh nhân được bao nhiêu? Nếu mà lấy thì bà cắt riêng cái này bao nhiêu? Cùng một loại sách tiếng Anh thế nhưng giá lại không hề giống nhau. Phóng viên thời sự đã trao đổi với bà Vũ Thị Hải Anh, giám đốc công ty cổ phần sách thiết bị trường học Vĩnh Phúc để lý giải vấn đề này. Xin chào chị ạ. Hôm nay thì chúng em khi mà khảo sát thị trường một lần đã có mua được hai quyển sách tiếng Anh lớp 8. Hai quyển thì đều có giá là 45.000 đồng. Một quyển thì em được chiết khấu là 11%, còn một quyển thì được chiết khấu là 35%. Thì chị có thể lý giải tại sao lại có sự chênh lệch như thế ạ? Em ơi, khi mà em quan sát hai cuốn sách này thì là em nhìn cái màu sắc ra cuốn sách này thì cái màu nó sẽ nhạt hơn, nó không được sắc nét như cuốn sách này. Và cái điều thứ hai nữa là bây giờ em lại muốn biết, nếu muốn biết là sao nó lại có cái sự chênh lệch đấy thì em sẽ cào hộ chị hai cái thẻ từ đằng sau, tức là cái thẻ này để cho các con, sau đó thì các con truy cập vào đó thì có thể là các con vào đường like để học. Thì em sẽ cào hai cuốn thẻ này ra thì em sẽ nhìn nhận ngay ra sự khác biệt rõ ràng nhất. Cuốn sách này thì cái giá 11% thì nó sẽ báo cho với chiết khấu 11%. Thì nó sẽ trả lời cho kết quả rằng là
xác nhận đã thành công và các con có thể vào cái đường like để các con học. Còn cuốn sách mua với cái mức chiết khấu là 35% thì cái mã thẻ cào nó trả lời luôn cho là mã thẻ cào không đúng hoặc đã được sử dụng. Chị ơi, vậy thì ngoài cái việc là mình có thể tra cái số seri ra thì mình có thể phân biệt bằng mắt thường như nào? Em ơi, em nhìn quan sát giữa hai cuốn sách này. Đây, cuốn sách với giá chiết khấu là 11%. Thì em nhìn thì cái màu sắc nó rất là sắc nét. Nó rõ, chữ thì nó rất là rõ, chứ nó không bị mờ như cuốn sách với chiết khấu 35%. Đó là điều nhận biết rất là dễ nhìn. Em sẽ dở từng trang ấy. Màu sắc bên này rất sắc nét. Chữ nó không bị nhòe nên là không làm cho các con nó bị lóa. Đó là sự khác biệt và các em rất là dễ nhận biết. Phía công ty cổ phần sách thiết bị trường học Vĩnh Phúc nhận định, vì hám lợi mà giữa người bán và người mua đã cấu kết với nhau để đưa sách lậu vào trường học. Nhìn mắt thường, nếu không có cuốn sách in lậu và cuốn in do nhà xuất bản thì rất khó để phân biệt. Việc bán sách lậu tại cửa hàng ở thành phố Vĩnh Yên chỉ là một phần rất nhỏ thị trường sách lậu đang tung hoành ở nhiều địa phương trong tỉnh hiện nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề này trong bản tin thời sự tiếp theo. Tính từ ngày 5 tháng 6 năm 2021 đến nay, Vĩnh Phúc đã qua 30 ngày liên tiếp không có trường hợp mắc nghi ngờ mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tổng số trường hợp đang giám sát y tế 65.306 trường hợp, số trường hợp F1 hiện đang cách ly 33 trường hợp. Vĩnh Phúc thực hiện biện pháp phòng chống dịch, khóa chặt nguy cơ bên trong, chặn đứng sự xâm nhập từ bên ngoài, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chống dịch với công thức, ý thức, cộng 5K, cộng vaccine, thực hiện mục tiêu kép vừa khống chế dịch vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù đợt dịch lần thứ tư trong nước và lần thứ hai trên địa bàn tỉnh được đánh giá là phức tạp vì xuất hiện những chủng virus mới với tốc độ lây lan nhanh. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đã cơ bản khống chế được dịch COVID-19. Để có được kết quả trên, một trong những giải pháp được tỉnh duy trì và thực hiện xuyên suốt, quyết liệt, nghiêm túc đó là không được lơ là bất kỳ khâu nào trong công tác phòng chống dịch. Cùng với đó, các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Chỉ tính riêng, Công an thành phố Vĩnh Yên thời gian qua đã xử lý vi phạm hành chính 9 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch trong khu cách ly tập trung do tập trung ăn uống đông người. Công an tỉnh đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính nhiều trường hợp tung tin đồn giả gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Việc xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp này đã cho thấy sự nghiêm minh trong kỷ cương, kỷ luật của tỉnh đối với những hành vi vi phạm cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng công an tỉnh nói chung và lực lượng đấu tranh giả soát trên không gian mạng nói riêng ấy thì tập trung giả soát những cái thông tin tuyên truyền về COVID, tuyên truyền về sai sự thật về COVID. Chúng tôi đã tập trung xử lý được gần 10 trường hợp và xử lý vi phạm hành chính, đề nghị bóc gỡ rất nhiều cái tài khoản cá nhân và hội nhóm đăng thông tin sai sự thật nói về COVID. Giữ vững tinh thần chống dịch như chống giặc, không để sự thiếu ý thức của một người, một nhóm người làm ảnh hưởng tới nhiều người và gây thiệt hại lớn cho xã hội. Việc xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm đã có tác dụng lớn đối với người dân trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19. Thực tế cho thấy dịch COVID-19 được khống chế, trên địa bàn tỉnh không có ca nghi nhiễm trong cộng đồng, song ý thức của người dân vẫn duy trì ở mức tốt, nhất là thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Trên các tuyến đường, các địa điểm có đông người qua lại, người dân luôn có ý thức chấp hành việc đeo khẩu trang. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định về một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, cho một số loại hình kinh doanh được phép hoạt động, nhưng một số dịch vụ không thực sự cần thiết như bar, vũ trường, karaoke, massage, dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, cơ sở dịch vụ thể dục thể thao, cơ sở thẩm mỹ, spa vẫn tạm dừng hoạt động. Đối với địa phương thì đúng là để giữ được như hôm nay là phải có sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cái cấp chính quyền, rồi cái sự tham gia rất là tích cực của người dân. Thế bên cạnh đó thì cũng còn một số những cái tổ chức cá nhân thì chấp hành chưa tốt. Cái huyện Bình Xuyên thì cũng chỉ đạo các xã là phải thật quyết liệt trong cái công tác này và xử lý nghiêm đối với những cái trường hợp vi phạm.
từ cái đầu đợt dịch ngày 29 tháng 4 2021 trở lại đến đây thì trên địa bàn huyện các xã thị trấn cũng đã xử lý nghiêm và cũng đã xử lý được 140 trường hợp vi phạm về y tế với cái số tiền xử phạt là khoảng độ 210 triệu đồng. Trong đó thì có hai cái doanh nghiệp ở trên địa bàn khu công nghiệp, tại trong khu công nghiệp đã chấp hành không nghiêm thì cái việc mà tập trung đông người ở trong cái dịp phòng chống dịch thì cũng đã bị xử phạt. Ban kiểm tra liên ngành cũng đã thường xuyên tăng cường các biện pháp kiểm tra các trên địa bàn thành phố, đặc biệt là đối với các cơ sở hộ kinh doanh các cái mặt hàng không thiết yếu. Đồng thời là chúng tôi cũng đoàn cũng đã lập biên bản kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định. Đấy, và cùng với những cái công tác kiểm tra thì đoàn cũng đã tham mưu ban thành phố có văn bản chỉ đạo các xã phường thường xuyên duy trì các biện pháp này để đảm bảo duy trì đạt cái kết quả phòng dịch cao nhất. Dịch COVID-19 trong nước vẫn còn tiềm ẩn có nguy cơ lây lan, do vậy các ngành các cấp vẫn luôn chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tỉnh cũng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nếu để xảy ra dịch ở đâu, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, căn cứ hậu quả xảy ra, xem xét thực hiện ngay việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý theo quy định. Điều đó cho thấy rõ kỷ luật kỷ cương trong phòng chống dịch của tỉnh nhằm giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đã cận kề. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trường Trung học Phổ thông Yên Lạc, huyện Yên Lạc là một trong hai điểm thi có thí sinh tự do trên địa bàn tỉnh. Do vậy, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thiết bị phòng dịch và phục vụ thi, nhà trường đã phân công cán bộ rà soát, điều tra dịch tễ của thí sinh. Cùng với việc chuẩn bị 28 phòng thi chính thức, hai phòng thi dự phòng theo quy định, nhà trường còn chuẩn bị 3 phòng chờ để phục vụ các thí sinh tự do. Trong sáng nay, toàn bộ khuôn viên trường học, các phòng thi đã được phun khử khuẩn. Thời điểm này thì tất cả 261 thí sinh tự do là đều không có những yếu tố dịch tễ liên quan đến việc không được thi tốt nghiệp. Về cơ sở vật chất thì chúng tôi có chuẩn bị 2 phòng chờ cho thí sinh vào thi và 1 phòng chờ cho thí sinh đã thi xong nhưng chưa được về. Và tất cả những phòng chờ thì các cái biện pháp về phòng chống dịch như là giữ khoảng cách, dung dịch sát khuẩn nhanh, khẩu trang là chúng tôi được thực hiện chuẩn bị đầy đủ. Để đảm bảo an toàn cho các thí sinh và cán bộ dự thi, tất cả các điểm thi đều chuẩn bị đủ nước sát khuẩn tay, khẩu trang y tế, có sơ đồ, biển chỉ dẫn vị trí các khu vực thi, phòng thi và tổ chức phân luồng các lối đi cho các thí sinh đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người. Đồng thời bố trí các phòng thi dự phòng, phòng y tế, phòng cách ly y tế tạm thời và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn khu vực thi. Nhà trường đã phân làm 3 luồng, một luồng thứ nhất là các em đi vào phía bên tay trái, luồng thứ hai đi giữa và phần thứ ba là dành cho các thầy cô đi vào khu vực làm thi, đảm bảo giãn cách và trong công tác phòng chống dịch. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã được các đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm tra đều đảm bảo và bên Công an huyện Bình Xuyên, Trung tâm Y tế huyện đã có văn bản cử người sang và chúng tôi đã báo cáo Sở Giáo dục Đào tạo và đã trong hội đồng thi của nhà trường. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Vĩnh Phúc có trên 14.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 1.838 thí sinh so với kỳ thi năm 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 26 điểm thi chính thức với hơn 608 phòng thi và một điểm thi dự phòng tại trường phổ thông dân tộc nội trú cấp 2-3 tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời huy động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trực thuộc ngành giáo dục và các ngành, đơn vị liên quan tham gia làm thi. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị các phương án đảm bảo tổ chức thi an toàn thành công. Chuẩn bị cho kỳ thi thì phương án đầu tiên và cũng là phương án quan trọng nhất đó là phải an toàn phòng chống dịch. Thì ngành giáo dục đã được Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo là phối hợp cùng với ngành y tế xây dựng một kịch bản để tổ chức cho kỳ thi. Và ngành y tế cũng đã cùng với ngành giáo dục có một cái văn bản hướng dẫn liên ngành, trong đó hướng dẫn rất chi tiết và có kịch bản cụ thể đối với các điểm thi về vấn đề phòng chống dịch bệnh.
Đặc biệt là đây lưu ý đến cái thực hiện thông điệp 5K, đảm bảo giãn cách khi học sinh đến trường, khi học sinh rời trường, kết thúc kỳ thi, và khoảng cách của các em ở trong phòng thi hay là trong khu vực trường thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã được hoàn tất. Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện đầy đủ theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngày mai, mùng 6 tháng 7, các thí sinh sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục và nghe phổ biến các quy chế trước khi bước vào các ngày thi chính thức. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.